Mình tên là Phong, nhà ở Tân Bình. Sở thích thì buổi sáng thì đi làm. Trước khi đi làm thì có khi ngồi cà phê một mình. Thích ngồi một cái không gian nó yên tĩnh nhưng có tầm nhìn, có cái hướng nhìn rộng ra ngoài để mình nhìn sự vật và những cái dòng chảy của cuộc sống buổi sáng Sài Gòn. Gia đình sở hữu chiếc xe đầu tiên là Sienna nhập Mỹ, thì qua 8 xe, con xe này xe thứ 8. Trước con xe Terramon này thì mình có chạy một con Passat sedan. Đối với mình đánh giá Passat là tuyệt vời đấy. Cách đây một năm mấy ấy, thì có một gia đình, có người con gái ở bên đang định cư bên Mỹ về, thì con gái lại có một bé rồi, thì cháu ngoại của mình ấy, thì mình muốn đổi một cái xe nó rộng hơn, nó lớn hơn để mà cả gia đình đi chơi, đi hướng ngoại. Passat của Volkswagen ấy, thì mình yêu nó rồi, mình đặt cái niềm tin vào cái thương hiệu này rồi. Thì lúc mình nhìn thực tế con Terramon thì mình khoái, phải dùng cái từ là khoái, thì nó đáp ứng được cái tiêu chí mình chọn. Rồi cái hình khối ấy, thì nó chuẩn châu Âu, nó đơn giản, càng nhìn thì phải nói là nó càng toát lên cái vẻ nam tính. Cái cảm giác đầu tiên mà lui xe từ gara của mình ra ngoài cổng, hoặc là sân nhà mình cũng đủ rộng để mình quay đầu xe, thì lúc mình lui hoặc là mình đánh lái để mình chuyển hướng, thì cái xe này cái tầm nhìn nó rất tốt. Kể cả là lúc mình lùi xe, mình nhìn qua camera tốt, màn hình rất rõ, màn hình không bị hộp, nó trong vắt, cảnh báo rất tốt. Ví dụ như có những cái len cảnh báo cho mình, có những cái góc để mình nhìn đó, để mình vận hành một cái xe nó nhẹ nhàng đó. Có khi mình làm một lần là được rồi. Nó không quá mạnh, nó không quá bốc, nên mình đi đô thị mình lại cảm thấy nó rất an toàn. Xe này thì nếu mà luồn lách, cái lực tay lái nó trung bình đó, nên khả năng luồn lách thì cũng ổn. Tổng quan sát thì xe này thì mình đã lái con xe này là 8 con xe, thì tầm quan sát xe này cũng nghĩ là tốt nhất. Đã những cái con xe mình sở hữu, đi đô thị thì mỗi lần đèn xanh đèn đỏ, mình qua đèn xanh đèn đỏ xong thì mình nhấn ga thì xe nó vẫn lên một cái tốc độ vừa phải, nó không có trồm lên. Nếu mà ra ngoài đường trường, ngoài xa lộ này kia, mình muốn vượt thì, hoặc là mình muốn phấn khích thì mình lại chuyển chế độ, thì xe này nó lại vọt. Cảm giác là từ nhà ra Phan Thiết lái là nó không có cảm giác mệt, vì cái xe nó đủ rộng và cái thế ngồi, cái tầm nhìn nó rất tốt. Xe này thì mình đánh giá cao cái khả năng vận hành của nó. Thứ nhất là dài rộng, trọng lượng lớn nên vận hành êm ái. Đặc biệt là khi vào cua thì xe này lúc vào cua tốc độ 60, 70 thì xe này mình không có cảm giác vào cua. Mình nói là không có cảm giác vào cua, thì xe này lúc vào cua thì xe nó vẫn, mình cảm giác là cái xe nó vẫn là nằm trên một cái mặt phẳng, nó không phải là nghiêng cái xe. Đấy. Nên cái nhà thiết kế họ thiết kế cái cân bằng xe rất tốt. Chất chạy của xe Volkswagen á, mạnh nhưng không phải là nó quá bốc, và cái độ bám đường rất tốt, xe không bị rung lắc và chuyển làn đúng là theo ý muốn của mình. Xe này mình để chạy 80-90 mà qua mặt xe khác khi trời mưa không bị trượt ngang, quá ok rồi. Thì xe này thì nó là khung gầm của Audi Q7. Thì quê mình và quê bà xã vẫn là gốc miền Tây,
thì miền Tây thì có cái đặc sản là qua những cái mô cầu thì nó hơi vất vả với những cái con xe khác. Rồi đối với Terramon thì ok, mình cảm thấy ok. Thứ nhất là Terramon nó dài rộng, lên xuống mô cầu thì người ngồi sau cái đầu không bao giờ đụng cái chạy, và lên xuống rất nhịp nhàng. Mình đánh giá cái bộ giảm sóc là tương đối tốt. Bộ gà rồi sỏi đá hay là mặt đường xấu gồ ghề thì khả năng cách âm của xe này là mức độ khá lắm. Rồi mình nói khá là mình so với xe mẹ, vì mình đã từng đi xe mẹ rồi. Có dòng xe khác thì nó tốt hơn, vì dòng xe Đức thì cái điểm nổi trội á, thì nó nói nếu mà đã gọi là xe Đức thì cách âm là nó là số 1 rồi. Có một cái mà mình đánh giá rất cao là ví dụ như vận hành vào ban đêm, vận hành vào trời mưa đấy, hoặc là những cái khoảng mà tranh tối tranh sáng ấy, thì cái hệ thống chiếu sáng phía trước rất tốt, gọi là đèn lái rất tốt. Thứ nhất là liếc theo góc cua, và thứ hai là tăng sáng tự động. Từ khi mình sở hữu con Terramon thì mình càng ngày mình càng yêu thích nó. Yêu thích thì nó có nhiều lẽ. Thứ nhất là về cái vận hành, tính năng an toàn. Thì cộng một cái điểm nữa là cái nội ngoại thất xe này mình ưng ý theo cái sở thích của mình, theo cái gu của mình. Mình thích một cái gu nó đơn giản. Nhưng cái sự đơn giản của nó thì mình càng nhìn thì mình cảm thấy nó đẹp, một cái vẻ đẹp tinh tế. Ví dụ mình nói về cái đèn trước đèn sau thì nó vuốt ngang, khỏe khoắn, đúng phong cách châu Âu. Một cái điểm cộng nữa là có những cái đường gân nổi, có hai đường gân nhập theo thân xe, nó nổi gờ lên thì mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy đây, nó vuốt theo cái xe, nhìn cái xe nó rất đẹp. Và có một cái đường viền bằng chrome khỏe khoắn, cứng cáp. Cái hệ thống đèn sau, gọi là hệ thống đèn hậu, đèn hậu được vắt ngang từ phần thân dọc đến phần đuôi xe. Để lúc mình lùi xe thì cái đèn cảnh báo của mình, các xe khác đi phía sau và bên hông đều nhìn thấy. Mình vẫn dùng cái từ là mình thích cái sự đơn giản. Ví dụ như cái mặt táp lô trước người lái thì có phần vân gỗ, có phần trang trí chrome. Đồng hồ hiển thị thì có nhiều cái giao diện. Ví dụ mình lớn tuổi, mình thích một cái giao diện đơn giản thì mình chỉnh cái giao diện đơn giản. Mình để cái giao diện đơn giản. Còn mình nhỏ tuổi thì để cái giao diện nó hiện đại hơn, nó vui hơn. Vô lăng nó thể thao. Vô lăng làm cho mình đi đường trường á, nó không bị mỏi vai. Vì cái tiết diện của vô lăng nó vừa phải, không lớn không nhỏ. Anh ngồi trên vô lăng, anh điều khiển được hết cái con xe. Anh muốn mở cốp sau cũng ok, ngồi trên ghế lái mở cốp sau. Anh muốn mở capo thì anh cũng ngồi trên anh mở được đấy. Và tính năng an toàn, ví dụ cửa, anh là người lái, anh lock hết cửa để cho nếu mà có trẻ em, hay là cái đèn, ánh sáng đèn, cái màu đèn á, cái màu đèn trên đồng hồ và màu đèn trên táp lô, nó có nhiều màu. Ban ngày là màu gì, ban đêm màu gì, nó làm cho mình nhìn trên những cái thông số trên cái đồng hồ nó rất rõ. Đó là trên cái phía trước. Còn tại vị trí của những người ngồi á, nó đầy đủ tiện ích. Ví dụ như đèn đọc báo, lọc để mà đựng ly, đựng lon nước ngọt, nó chia làm nhiều kích cỡ. Vì mình đã đi con xe này là con xe thứ tư có 7 chỗ rồi, 3 con 7 chỗ và có một con 5+2, thì xe này là rộng rãi nhất, ngồi thoải mái nhất. Terramon thì ghế ngồi của người lái á,
và ghế ngồi của người phụ thì nó ôm cái body mình, nó fit vào người mình. Mình ngồi mình cảm thấy nó rất thoải mái. Trên một cái quãng đường dài thì mình ngồi nó thoải mái. Và đặc biệt là lưng nó có cái chế độ bơm hơi để mà giữ cái cột sống mình nó thẳng. Xe khác tựa lưng đằng sau nó bị lõm. Còn cái Theramon là tựa lưng đằng sau nó phẳng. Nó phẳng mà nó lại nam tính mà mang cái tính hiện đại. Tính năng an toàn thì mọi ghế đều có túi khí. Mình tìm hiểu là mọi hàng ghế, mọi vị trí ghế đều có túi khí. Hàng ghế sau mình gập xuống thì nó tạo thành một mặt phẳng. Mình sẵn sàng mình đưa một cái nệm mỏng, hai ba người nằm đằng sau bình thường. Thậm chí là tối nghỉ trên xe mình nghỉ cũng còn được, không sao hết. Vì nó đủ rộng, đủ cái tiện ích tối thiểu. Rồi khoang hành lý rộng. Ví dụ để 4-5 cái vali cá nhân là rất thoải mái. Trong đó cộng với 1-2 cái thùng giữ nhiệt. Trong khoang hành lý có những cái móc để mà mình cột giữ đồ. Ví dụ như đèo dốc hay là những cái lúc thang dốc thì những cái đồ ở trên xe nó không bị xê dịch. Và cửa sổ trời toàn cảnh rộng, cửa sổ trời rất rộng. Nếu mà mình đi ban đêm ấy, thì mọi thành viên trên xe, mọi thành viên trong gia đình đều nhìn được một cái tầm nhìn nó rộng, làm cho con người mình nó thư thái, nó vui. Thì cái hành trình dù có dài thì nó cũng thành ngắn. Vì cái tinh thần mình nó tốt thì cái hành trình dài nó thành ngắn. Cái xe này là họ hướng đến cái người sử dụng, họ tôn trọng cái người sử dụng. Mình chạy Theramon thì cũng hơn một năm nay rồi, cũng trên 10.000 cây rồi. Mình phải đánh giá là nó là tiết kiệm. Mình phải khẳng định nó là tiết kiệm nhiên liệu. Quanh đâu đó khoảng 12 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Trên cao tốc thì chắc xe này khoảng 9 lít thôi. Chỉ lần đầu lúc 7.000 cây. Mình bảo trì một cái chi phí nó mình phải nói là thấp. Theo mình là thấp, cái xe 7 chỗ mà bảo trì có 3 triệu mấy là thấp. Còn từ lúc mình sở hữu đến giờ thì mình không biết cái gì nữa nó gọi là trục trặc hết. Chưa gặp một cái gì trục trặc. Thì lâu nay vẫn nói là người Mỹ là thực dụng. Xe Mỹ người ta hướng tới sự thực dụng cho giới trẻ. Là sao? Giới trẻ là phải mạnh mẽ, phải hầm hố. Mình sở hữu cái Theramon ấy. Mình thích cái sự thực dụng của người Đức. Thực dụng của người Đức là đang hướng tới cái sự yêu thích về kỹ thuật, yêu thích về cái tính năng an toàn, yêu thích về cái sự bền bỉ, yêu thích về cái sự nam tính. Thì đó là hai cái trường phái thực dụng khác nhau. Vận hành êm ái, đủ mượt, đủ mạnh, an toàn cao, chi phí về bảo dưỡng bảo trì thấp, mà xe nó đầy đủ tính năng. Rồi đàn ông sở hữu xe đó thì mình nghĩ là như vậy là chất rồi. Xe Đức mà, bản lĩnh Đức này.